Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2021. Đây là buổi họp báo Chính phủ thường kỳ cuối cùng trước khi Quốc hội tiến hành kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Chính phủ. Liên quan đến câu lạc bộ tình người có lợi dụng tín ngưỡng với mục đích chính của họ là khiến người tham gia phải cống nạp vật chất, càng nhiều tiền càng được trọng dụng và tôn giáo trong thời gian vừa qua. Người phát ngôn Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các bộ ngành làm rõ, rà soát câu lạc bộ tình người, đồng thời ngăn chặn hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, tuyên truyền mê tín dị đoan và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Về vụ đại án buôn lậu xăng dầu giả tại Đồng Nai, đại diện Bộ Công an cho biết đây là vụ án có dấu hiệu bảo kê. Quá trình điều tra bắt đầu thì thấy rằng là phát hiện có cái dấu hiệu buông lỏng quản lý và có hiện tượng bảo kê tiếp tay cho cái hoạt động buôn lậu xăng dầu giả. Thì như các đồng chí đã biết là đến ngày hôm nay ấy, thì cơ quan công an đã khởi tố 52 bị can về tội buôn lậu, 1 bị can về tội nhận hối lộ. Vật chứng thu giữ gồm là 14 tàu thủy, 10 xe bồn, 13 xe ô tô, hàng triệu lít xăng và hóa chất pha chế xăng giả, trên 123 tỷ đồng tiền mặt thu giữ được, 15 sổ tiết kiệm, 91 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và cơ quan công an đã niêm phong nhiều bến thủy nội địa, hàng chục cây xăng, bồn chứa xăng, phong tỏa kê biên hàng chục tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số tiền phong tỏa là trên 200 tỷ đồng. Về dự thảo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045, quy hoạch điện 8, đại diện Bộ Công Thương cho biết, trong quá trình thực hiện, Bộ Công Thương đã chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tổ chức thu thập thông tin, phân tích và đánh giá số liệu nhằm bảo đảm tính khách quan, khoa học và cập nhật. Bộ cũng đã tổ chức nhiều hội thảo lấy ý kiến rộng rãi các bộ ngành, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và điện nhằm bảo đảm tính khả thi. Về cái cơ cấu nguồn điện thì sẽ được phát triển theo hướng đa dạng hơn, dành sự ưu tiên cao cho sự phát triển năng lượng tái tạo với cơ cấu và sự phân bổ hợp lý hơn giữa từng khu vực, vùng miền, không phụ thuộc vào bất kỳ một loại hình nguồn điện nào, đồng thời hạn chế tối đa việc phát triển các nguồn điện gây ô nhiễm, ảnh hưởng tới môi trường, phù hợp với các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong việc chống lại các nguy cơ gây biến đổi khí hậu. Và đặc biệt là ở trong cái quy hoạch điện 8 này, thì tính mở và tính linh hoạt của quy hoạch điện 8 cũng là những điểm mới trong cách thức tiếp cận xây dựng đề án này. Đây cũng là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ khi giao nhiệm vụ xây dựng quy hoạch cho Bộ Công Thương và các bộ cơ quan liên quan. Ông Hải cho biết thêm, quy hoạch điện 8 chỉ đưa ra các danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên của ngành điện, trong đó tập trung xem xét trong giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045, riêng đối với năng lượng tái tạo, năng lượng mới thì đây là định hướng đã được Đảng, Chính phủ chỉ đạo, thì quy hoạch điện 8 chỉ đưa ra ý kiến phát triển thêm và phân bố theo vùng, địa phương, không đưa tên các dự án cụ thể. Quá trình lựa chọn danh mục các dự án cụ thể sau này sẽ được Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương để rà soát nghiên cứu, đưa vào kế hoạch triển khai quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.